Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 9 tháng 10, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm 30 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chấm dứt gần 2 tháng lãnh đạo hai nước đồng minh không trao đổi với nhau. Theo bà Jean-Pierre, đây được coi là cơ hội để Israel chia sẻ với Mỹ về kế hoạch của họ nhằm đáp trả đòn tập kích tên lửa quy mô lớn của Iran hồi đầu tháng. Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề. Bà Jean-Pierre mô tả đây là phần mở rộng của những cuộc trao đổi giữa các quan chức Mỹ và Israel về cách đáp trả của Tel Aviv với Iran. Nhưng Nhà Trắng hầu như không cung cấp được thông tin chi tiết nào cho thấy Israel sẽ đáp trả Iran ra sao. Các quan chức Mỹ cho biết trong gần 2 tuần qua, Israel vẫn từ chối tiết lộ với chính quyền Tổng thống Biden thông tin chi tiết về kế hoạch trả đũa Iran, giữa lúc Nhà Trắng thúc giục đồng minh thân cận nhất của mình ở Trung Đông không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân Iran, do lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến toàn diện. Các quan chức Mỹ đã mất kiên nhẫn và thất vọng vì họ liên tục bị bất ngờ trước các hành động quân sự của Israel ở Gaza và Liban, trong bối cảnh họ phải tìm mọi cách ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa. Một số người bày tỏ hy vọng Washington có thể tìm hiểu thêm về tính toán của Tel Aviv khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant có chuyến thăm Lầu Năm Góc vào ngày 9 tháng 10. Trong chuyến thăm lần này, ông Gallant được cho là sẽ trình bày một số chi tiết về kế hoạch tấn công trả đũa Iran như các mục tiêu tiềm năng, các quan chức Mỹ cho hay. Tuy nhiên, hôm 8 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ngăn Bộ trưởng Gallant khởi hành đến Mỹ. Các quan chức Mỹ cho hay họ chưa nắm được thông tin về thời điểm diễn ra cuộc tấn công trả đũa hay mục tiêu mà Israel muốn nhắm tới. Tháng trước, Israel đã thực hiện một cuộc tấn công hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah mà không thông báo trước cho Mỹ. Cuộc tập kích diễn ra khi Washington đang hy vọng hoàn tất kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Liban đã khiến các quan chức chính quyền cấp cao Mỹ bất ngờ và giận dữ. Theo các quan chức Mỹ nắm rõ thông tin, khi người đồng cấp Israel gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để thông báo về cuộc tấn công, ông Austin đã nói, xin lỗi, ngài vừa nói gì cơ? Trong cuộc gọi thứ hai diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Austin đã hỏi Bộ trưởng Gallant rằng liệu Israel có sẵn sàng đơn thương độc mã tự vệ không, vì Mỹ không được báo trước về kế hoạch tấn công của họ. Các quan chức quốc phòng cho biết, Bộ trưởng Austin giận dữ vì hành động không báo trước của Tel Aviv khiến Washington không có đủ thời gian để bố trí lực lượng bảo vệ Israel cũng như binh sĩ Mỹ đồn trú trong khu vực trước nguy cơ bị Hezbollah và các thành viên trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn đáp trả. Với việc Israel tuyên bố sẽ trả đũa vụ Iran phóng gần 200 tên lửa vào nước này, ngay sau vụ ám sát ông Nasrallah, các quan chức Mỹ hy vọng họ sẽ không bị lâm vào thế bị động như trước, khi hành động của Tel Aviv có nguy cơ khiến Washington phải tiến hành những động thái quân sự lớn hơn. Trong năm qua, Israel đã vài lần nghe theo lời khuyên từ Mỹ. Hồi tháng 10 năm ngoái, Washington từng thuyết phục thành công Tel Aviv không tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban dựa trên thông tin tình báo sai lệch chỉ vài ngày sau cuộc tập kích của Hamas. Tuy nhiên, bất đồng giữa hai nước không ngừng gia tăng khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza và Tel Aviv từ chối ủng hộ các biện pháp ngoại giao do Washington dẫn dắt hay lắng nghe lời khuyên từ họ nhằm ngăn chặn xung đột leo thang. Hôm 6 tháng 10, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM phụ trách các hoạt động quân sự ở Trung Đông, tướng Eric Kurila đã tới Israel gặp Bộ trưởng Gallant và các quan chức cấp cao nước này, một phần để tạo cảnh báo Tel Aviv không tấn công những địa điểm hạt nhân hay cơ sở dầu mỏ Iran. Ông Gallant được coi là một trong những lãnh đạo Israel phản ứng tích cực nhất với những lo ngại của Mỹ về việc Tel Aviv mở chiến dịch quân sự tại Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã liên lạc chặt chẽ trong năm qua, đôi khi nói chuyện nhiều lần một tuần và nhìn chung có mối quan hệ tốt. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh, Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Gallant đã nói chuyện hơn 80 lần trong năm qua. Tuy nhiên, Israel dường như vẫn không đảm bảo sẽ thông báo trước cho Mỹ khi họ chuẩn bị tấn công trả đũa Iran. Chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Gallant bị hủy bỏ cho thấy Israel có lẽ vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ những thông tin quan trọng nhất với đồng minh. Mặt khác, nó cũng làm bật lên tính phức tạp trong mối quan hệ giữa Mỹ với Israel kể từ khi khủng hoảng Gaza nổ ra, khiến Washington phải điều động hàng loạt khí tài, nhân sự tới khu vực và dồn nhiều nỗ lực ngoại giao để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài giữa các bên liên quan. Ngày 9 tháng 10, Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu lần thứ 3 đã diễn ra tại Dubrovnik, Croatia. Hội nghị nhằm thể hiện sự đoàn kết của các nước Đông Nam Âu với Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước khu vực Đông Nam Âu,
như Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Moldova, Bắc Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về các biện pháp giải quyết các thách thức và an ninh trong khu vực, việc thực hiện kế hoạch hòa bình của Ukraine và quá trình nước này gia nhập EU, NATO. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết châu Âu. Do vậy, các tiến trình hội nhập đã bắt đầu phải đạt được kết quả. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước Đông Nam Âu tham gia vào tiến trình hòa bình, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch hòa bình của ông bao gồm các điều kiện cần phải được đáp ứng để chấm dứt cuộc chiến một cách công bằng. Trong khi đó, Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cho biết, đầu tư vào quốc phòng và thể hiện sự đoàn kết với Ukraine là lợi ích địa chính trị quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Âu, giúp Ukraine có nghĩa là đầu tư vào tương lai cho các thế hệ sau ở khắp châu Âu. Hội nghị đã diễn ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Zelensky từ các thành viên NATO của Ukraine và công cuộc tái thiết nước này sau cuộc chiến. Trong khuôn khổ hội nghị, Croatia và Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lâu dài. Trong đó, Croatia sẽ chia sẻ với Ukraine kinh nghiệm trong lĩnh vực rà phá bom mìn, chăm sóc cựu chiến binh, cũng như quá trình gia nhập EU. Việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu tại Dubrovnik đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Croatia. Quốc gia đã cung cấp viện trợ quân sự khoảng 300 triệu euro cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, hội nghị thượng đỉnh này lần đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp và sau đó là tại Albania vào tháng 2 năm 2024. Các hội nghị đã quy tụ các nhà lãnh đạo từ Ukraine và các nước trong khu vực Đông Nam Âu nhằm tái khẳng định sự ủng hộ đối với nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý, Kari Di Bologna được xuất bản hôm 8 tháng 10. Nhà sử học, nhân chủng học nổi tiếng người Pháp, Emmanuel Todd đã có những nhận định về việc chiến thắng hay thất bại đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Theo đó, ông Emmanuel Todd khẳng định rằng thất bại của Ukraine sẽ tượng trưng cho chiến thắng của toàn châu Âu. Nga chiến thắng, châu Âu sẽ được giải phóng. Ông Todd khẳng định, ông không phải là người ủng hộ rõ ràng cho Moscow. Nhà sử học nói, nếu Nga thua trong cuộc xung đột Ukraine, điều này sẽ khiến sự khuất phục của châu Âu trước người Mỹ kéo dài thêm một thế kỷ. Nhà sử học hàng đầu của Pháp đã lập luận rằng, châu Âu đã thực sự chuyển giao quyền đại diện của phương Tây cho Mỹ và đã phải trả giá kể từ đó. Trong cuộc phỏng vấn, ông Todd đồng ý lưu ý rằng, không điều gì có thể thay đổi được thực tế vào lúc này do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhưng kết quả của nó sẽ quyết định số phận của châu Âu. Nhà sử học người Pháp khẳng định, theo tôi, Mỹ bị đánh bại, NATO sẽ tan rã và châu Âu sẽ được tự do. Ông Todd đồng ý lưu ý rằng, Nga khó có thể bị buộc phải tấn công quân sự vào Tây Âu sau khi đã thiết lập được vị thế của mình trên sông Dnipro. Ông Todd nói, Nga không mong muốn mở rộng một khi biên giới nước này, thời tiền cộng sản được tái lập. Cơn cuồng loạn bài Nga của phương Tây vốn mơ tưởng về mong muốn mở rộng của Nga ở châu Âu, chỉ đơn giản là nực cười đối với một nhà sử học nghiêm túc. Trong những tháng gần đây, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã bày tỏ lo ngại rằng nếu Nga đánh bại Ukraine thì cuối cùng họ sẽ để mắt tới các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào khác sau khi đạt được mục tiêu ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ lời đồn đoán về mối đe dọa của Nga và gọi nó là vô nghĩa do các chính phủ phương Tây đưa ra để hù dọa người dân châu Âu nhằm trích thêm chi phí từ họ. Ngày 9 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm trại huấn luyện và dự lễ khai mạc khóa đào tạo mới dành cho binh sĩ Ukraine đặt tại phía đông nước Pháp. Được biết, quân đội Pháp đang tiến hành huấn luyện cho 2.300 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn mới mang tên Anna Obkiev. Tổng thống Macron cho biết, thiết bị quân sự mà binh sĩ Ukraine đang huấn luyện sử dụng cũng sẽ được chuyển giao sau này. Ông Macron thông báo, tôi đã đưa ra cam kết này. Hiện quân đội của chúng tôi đang huấn luyện 2.300 binh sĩ Ukraine ở Grenis với các trang thiết bị mà họ sẽ sử dụng khi tác chiến. Tổng thống Pháp đảm bảo lữ đoàn này sẽ được huấn luyện và trang bị đầy đủ nhờ sự đoàn kết của Paris với chính quyền Kiev. Hiện nay, Pháp là quốc gia đầu tiên thành lập
và huấn luyện một lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ của mình. Khóa huấn luyện bao gồm nhiều nội dung khác nhau như sử dụng chiến đấu bộ binh, xe tăng bánh lốp AMX-10RC, hệ thống pháo tự hành SSA, các hoạt động kỹ thuật liên quan đến công binh, phòng không sử dụng tên lửa Mitran, chống tăng thông qua tên lửa Milan, khai thác thiết bị bay không người lái hay đào tạo lính bắn tỉa. Nhờ chương trình này, tính đến ngày 15 tháng 9 vừa qua, Pháp đã đào tạo được gần 15.000 quân nhân Ukraine. Bên cạnh đó, kể từ tháng 3 năm nay, Pháp đã đào tạo phi công Ukraine lái máy bay Alpha Z. Đây là điều kiện tiên quyết để chuyển sang sử dụng tiêm kích F-16 hoặc Mirai 2000 năm.